Vừa qua, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Trí đã tin tưởng trao tặng cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam hàng trăm tài liệu, hiện vật gắn bó với ông trong suốt hơn 50 năm qua. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Trí sinh ngày 16 tháng 6 năm 1933 tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Năm 1949, khi chọn nghề y tá, ông chỉ mong muốn tìm một nghề để kiếm sống. Nhưng rồi những năm tháng phục vụ chiến trường, cứu chữa thương bệnh binh, ông quyết tâm trở thành bác sĩ ngoại thần kinh. Từ đó, ông miệt mài học hỏi, đam mê cống hiến và gắn bó hạnh phúc với nghề. Năm 1964, sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan quân y, này là học viện quân y, ông trở thành bác sĩ điều trị và là một trong những người đặt nền móng xây dựng khoa phẫu thuật thần kinh viện quân y 103, này là bệnh viện quân y 103 từ đó cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1998, ông tiếp tục khẳng định con đường chuyên môn của mình trở thành một trong những nhà phẫu thuật thần kinh hàng đầu của quân đội. Bên cạnh những công hiến cho khám chữa bệnh ở thời chiến lẫn thời bình, ông còn được biết đến với vai trò là một người thầy giáo. Phó giáo sư Trần Mạnh Chí có trên 40 năm giảng dạy, đào tạo các thế hệ bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh của Học viện Quân y vì những công hiến với ngành giáo dục đào tạo, ông đã được nhà nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân năm 2010. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Trí tin tưởng và đánh giá cao hoạt động của trung tâm di sản các nhà khoa Việt Nam. Vì vậy, trong buổi làm việc ngày 25 tháng 10 năm 2017, ông đã trao tặng cho trung tâm hàng trăm tài liệu, hiện vật gắn bó với quá trình học tập, quá trình làm công tác khám chữa bệnh và đào tạo của ông trong đó là những ghi chép, những cuốn sách chuyên ngành phẫu thuật thần kinh trong thời gian ông đi thực tập sinh tại học viện quân y Kiyosu, liên xô từ năm 1972 đến 1975. Đặc biệt trong số hiện vật, phó giáo sư Trần Mạnh Chí trao tặng có một số dụng cụ dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não đã đồng hành cùng ông từ những năm 1964 đến năm 1968 và được ông nâng niu giữ gìn cẩn thận như phanh kẹp cầm mạch máu não kim cạc chọc thăm dò ổ máu tụ ở não, dụng cụ ven não, xi lanh và kim tiêm chất cản quang chụp mạch máu não. Tình yêu, niềm hạnh phúc, tự hào được gắn bó với nghề y vẫn vẹn nguyên trong Phó Giáo sư Trần Mạnh Trí. Với tình cảm đặc biệt và có phần lưu luyến những tài sản đã gắn bó với ông, với nghề, ông dành thời gian kể những câu chuyện xung quanh từng tài liệu hiện vật trước khi trao tặng cho trung tâm. Ông chia sẻ. Thì trung tâm làm việc này rất có ích rất có lợi cho đất nước những cái này thì nếu không nó sẽ mai một mà nó mất đi có cái gì mà giữ lại được mà đặc biệt là cần phải làm cho nhiều người hiểu rõ cái này và đóng góp để xây dựng tôi tin là giờ đấy sẽ có nhiều tài liệu hơn nữa và sẽ có nhiều những cái tài liệu quý giá hơn nữa để cho có dịp mà nhiều con cháu các em đến được đại học tập những tài liệu hiện vật này không chỉ gắn với sự nghiệp khoa học với cuộc đời của phó giáo sư trần mạnh trí mà đó còn là một phần lịch sử ngành phẫu thuật thần kinh của nước nhà trung tâm di sản các nhà khoa học việt nam luôn trân trọng từng hiện vật khi sưu tầm có trách nhiệm bảo quản đúng quy chuẩn nghiên cứu và phát huy giá trị cho thế hệ mai sau